một hành trình khám phá về văn hóa, ẩm thực, du lịch, nơi chia sẻ những điều thú vị, độc đáo, riêng có của đất và người xứ Thanh. Hấp dẫn, thú vị, độc đáo, tất cả sẽ có trong chuyên mục Wow Thanh Hóa, phát sóng định kỳ vào sáng thứ 6 của tuần đầu tiên và tuần thứ 3 hàng tháng trên Báo Thanh Hóa Điện tử, fanpage Báo Thanh Hóa, YouTube Báo Thanh Hóa và kênh TikTok Báo Thanh Hóa. Mời quý vị đón xem số đầu tiên phát sóng vào 7 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2024.